Hi, chào mừng tất cả quý anh chị và tất cả các bạn. Hôm nay cùng mình trải nghiệm căn hộ Phú Tài Residence Vinh Nhân thuộc tỉnh Bình Định nha. Và giờ đây mình cùng tất cả các bạn đang đi trên con đường Lê Đức Thọ. Thì phía trước chính là căn hộ Phú Tài Residence Vinh Nhân. Và đây chính là hồ Đống Đa đây quý anh chị nha. Một trong những hồ khá là xinh đẹp ở Quy Nhơn. Và gần căn hộ Phú Tài Residence Quy Nhơn, căn hộ Hồ Anh Gia Lai đây quý anh chị. Và đây là các chị shop house của Phú Tài Residence Quy Nhơn. Ở đây gồm có hai hầm đa xe. Đó, quý anh chị có thể nhìn và cảm nhận ha. Dù đa xe máy, dù để ô tô khá là rộng rãi. Và mời quý anh chị cùng mình tham quan căn hộ nha. Trước khi đi vào căn hộ thì quý anh chị sẽ đến ngay chỗ quầy lễ tân. Đó, còn đây chính là cái phòng mà chờ cũng như là phòng tiếp khách đây quý anh chị. Đó, giờ mời quý anh chị vào thang máy cùng mình lên trải nghiệm ha. Đó, và đây chính là căn hộ mẫu này quý anh chị. Đó, một số trang thiết bị thông minh của căn hộ ha. Ví dụ như bán điều khiển, ô khóa, cửa thông minh. Mời quý anh chị vào tham quan nha. Đó thì anh chị có thể cùng chiêm ngưỡng, cùng tham quan và cảm nhận căn hộ hai phòng ngủ Phú Tài Residence Quy Nhơn ha. Thì đây là căn hộ mẫu đã bố trí đầy đủ các thiết bị gắn tường và những thiết bị rời bên ngoài. Và căn hộ mẫu này có view bên trong nội bộ, nhìn ra hồ bơi ra quý vị nha. Giờ chúng ta trải nghiệm phòng ngủ của căn hộ mẫu này. Thì quý anh chị có thể cảm nhận và tham khảo ha. Đó, và đây chính là phòng ngủ lớn. Quý anh chị cùng tham khảo nha. Thì mình cũng chia sẻ đến quý anh chị luôn, căn hộ Phú Tài Residence Quy Nhơn này đang có mức giá bán dao động từ 1 tỷ 8 đến 2 tỷ rưỡi, tùy theo căn, tùy theo vị trí và tùy theo số lượng phòng ngủ . Và đây chính là nhà vệ sinh . Quý anh chị có thể xem. Đó, đây chính là hình ảnh nhà vệ sinh nha quý anh chị. Quý anh chị xem và cảm nhận thoải mái . Còn đây là phòng bếp nè quý anh chị.
thiết kế cũng khá là sang trang. Rồi sau khi cảm nhận xem căn hộ cũng như phòng ngủ, phòng bếp, thì mời quý anh chị tham quan một số ghép view tại căn hộ này á. Ví dụ như đây là view nhìn ra hồ Đông Đa, nhìn vào hồ bơi, đó, vào khu nội bộ đó quý anh chị. Anh nhìn vào cái cầu Thị Nại nè, đó, view đó khá là xinh đẹp. Thì theo anh chị mong muốn hả, thì có thể lựa chọn theo cái vị trí mình muốn. Rồi các view nhìn vào thành phố Quy Nhơn nè, nhìn vào biển Quy Nhơn, nhìn hướng vào cảng Quy Nhơn. Đó, thì quý anh chị có thể tha hồ chọn view mà mình mong muốn ha. Rồi giờ mời quý anh chị tham quan gian lánh nạn nha. Đó thì đây chính là gian lánh nạn nha quý anh chị. Quý anh chị có thể thoải mái tham quan và cái gian lánh nạn này á, mặc dù đây là một tầng, một cái gian lánh nạn, nhưng mà cái view gian lánh nạn này khá là đẹp luôn đấy quý anh chị ạ. Thì cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi clip. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình có nhiều động lực chia sẻ nhiều clip bố lần sau ạ. Chào và hẹn gặp lại ạ.